quay lại cái tinh dầu sông. Dạ. Nhưng mà mùi này là mùi xả gừng. Mùi xả gừng cũng gần giống như cái mùi lăn xả gừng lúc nãy đó. Cái mùi lăn xả gừng đã dùng để trị liệu. Còn cái này là tinh dầu sông xả gừng. Thì trời nắng rồi lạnh, trời ẩm ẩm như thế này nè. Nhất là khu vực ở trong miền Nam mình á, trời mưa gió rất là nhiều. Thì buổi tối ra rất là nhiều người dễ bị bệnh. Dễ bị các cái bệnh gọi là bệnh theo mùa đó. Thời tiết thay đổi, cơ thể năng lượng không có, nên là dễ bị bệnh. Cái virus cúm này, virus ấy thì có thể xông cái này. Khi xông tinh dầu xả gừng thì sẽ giúp cho cái cơ thể mình tăng sức đề kháng, ngủ ngon, và làm át và làm sạch các cái vi chống, tức là phòng chống các cái bệnh theo mùa đó, vi khuẩn theo mùa đó. Thì cách làm bạn có thể xông bằng hai cách. Cách thứ nhất là xông bằng đèn, xông bằng điện như thế này. Cách thứ hai nữa là có thể là xông ở trong phòng làm việc hoặc là xông ở trong phòng ngủ vân vân. Thì các bạn có thể dùng các cái loại bình phun sương. Không biết là mọi người có nhìn thấy em có thấy bình phun bình phun sương. Cái bình này là hình giọt nước aroma, có rất là nhiều mẫu bình, gọi là máy khuếch tán, có rất là nhiều mẫu. Bây giờ đang nhập về nhiều mẫu mới lắm, các bạn chừng có theo dõi trên trang thì sẽ phát hiện ra. Và cái mẫu này có nhiều màu đèn này, mình đang nhấn như vậy có cái remote, nhưng mà nãy giờ em nghĩ là có thể làm luôn cái đèn ngủ trong phòng. Dạ, có làm đèn ngủ, nhưng mà cái này thì khuyên khách hàng dùng trong vòng mấy tiếng thôi. Tại vì khi mình ngủ cái hơi lạnh nó lên, hơi là lên thì nó không tốt, và mình để cái lượng hơi vừa vừa. Tại vì sao? Nó có chế độ hẹn 6 giờ, ấm hẹn 6 giờ. Tại vì nếu mà mình các bạn thấy không? Đó, mở ra. Chị Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nó như thế nào. Cho cái này vô, cho khoảng cái bình phun thì phải cho nhiều dầu. Cái đèn này thì cho khoảng tối đa 3 giọt, 4 giọt thôi. Nhưng mà cái bình phun thì phải cho nhiều, tại vì cái lượng nước bên trong chứa rất nhiều, khoảng 500ml á, nên cái bình phun này thì các bạn phải cho nhiều tinh dầu vào và phun. Anh thấy thơm không? Rất thơm phải không? Cái hơi như thế này, này hơi là nó khuếch tán cái y dầu hò hạt nước, cái ion của nước ở trong lên, và cái hạt thơm của tinh dầu nó theo cái ion nước nó ra ngoài, nó có cái dòng đối lưu. Nên là về sau á, khi mà cuối ngày thì một cái số lớn cái quện như là bụi á, nó sẽ bám vào cái thành cái lõi bên trong của cái bình phun. Nên là bạn ngày hôm sau là bạn phải lau vệ sinh cho nó sạch, và lau bằng dầu dừa hoặc là dầu ô liu, bỏ một chút lên miếng bông gòn lau cho sạch. Vì nếu mà không có lau sạch á, thì sẽ bị giống như nước đọng á, đọng như nước cống vậy đó. Thì sang ngày hôm sau nữa mùi nó rất là kỳ đó, phải làm cho nó sạch đi ha. Rồi, và đó, bạn cũng đừng có sợ nó bị ẩm các cái đồ điện tử, tại vì cái hơi này không phải là hơi nước mà phun như cái máy phun nước đâu, nó chỉ là cái khuếch tán để mà tắt các cái hạt ion nước ra thôi, nên là để như vậy á nó không có bị đọng hơi nhiều đâu, nó bay nó tắt cái không là không phải là hơi, không là phun nước, không phải là máy phun nước các bạn. Chỉ là một cái hơi thoải thôi, như thế này nó làm dịu ẩm cái không khí trong phòng, nhất là phòng có máy lạnh á, ngồi lâu quá thì cái luồng máy lạnh nó sẽ làm khô da của mình, và cái bình phun thì nó sẽ không bị cái dầu không, cái bình phun này không phải tinh dầu nào cũng bỏ được đâu, tại vì nếu bỏ không đúng á, như là tinh dầu quế á, thì nó sẽ bị cháy, nó bị quẹo nhựa bên trong. Còn những cái loại tinh dầu nhẹ nhẹ vừa vừa như thế này thì có thể bỏ được và không bị hư. Mọi người hãy nghe kỹ những cái lời chia sẻ của chị Hà để mà mình biết cách mình sử dụng cho đúng nha các anh chị nhé. Hay ở nhà nào mà có cái người nằm bệnh lâu năm á, hoặc là cái người sau khi mổ đó thì rất là khó chịu, thì có thể là xông bằng cái loại tinh dầu xả gừng này. Thứ nhất là nó làm giảm cái đầy hơi ở trong cơ thể của mình, giúp dễ ngủ. Thứ hai là nó khử các cái mùi xung quanh, kháng khuẩn, giúp cho cái người bệnh cảm giác là không phải nằm lâu, thì là không có giống như mình nó tắm rửa mỗi ngày, người bệnh thì chỉ có lau mình thôi, hoặc là người mới mổ vậy đó thì thường là người ta xông cái tinh dầu. Cái này là nằm trong cái liệu pháp chăm sóc giảm nhẹ sau khi mổ, hoặc là mấy cái người mà bị hóa trị ung thư á, thì trong thời gian đang truyền hóa trị, hoặc là trong cái thời gian mà sau về nhà rồi, cái hóa chất nó vào làm cho cơ thể rất là mệt, khó ngủ, rồi là đau đớn, bức rứt, thì có thể xông cái tinh dầu này và một số cái loại tinh dầu nữa mà bên mình sẽ giới thiệu vào những cái livestream phía sau.
Chai tinh dầu mà có thể mình nói là có thể là vừa giúp chúng ta thư giãn, vừa có thể khử mùi rất là nhiều công dụng, và ngoài ra là còn có thể giúp cho người bệnh cảm thấy là đỡ đi những cái sự mệt nhoài. Và các anh chị ơi, sau một ngày làm việc thì rất là mệt mỏi và vất vả, nhiều khi là stress cực kỳ khi mình về nhà nữa, mà mình bước vào trong nhà mình nghe những cái mùi tinh dầu như vậy là cái cơ thể của mình đã bỏ hết bao nhiêu cái buồn phiền mệt mỏi bên ngoài đường, và vào nhà thì có muốn tận hưởng nó thôi. Nên là em cảm thấy rất là thích những cái sản phẩm tự nhiên như vậy, nên là còn chần chờ gì nữa mà không hờ nhanh tay sở hữu em nó ngay đi ạ. Bây giờ chị Hà sẽ giới thiệu cho các bạn mình nên dầu tinh dầu cho xe hơi, tinh dầu xe hơi. Đây, cái nơi này mới là cái nơi gọi là rất, em nghĩ là có rất là nhiều người ta không chịu được cái mùi xe và dẫn đến việc là người ta bị say xe đó. Chị là trùng say xe. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà sẽ là một cái liệu pháp tốt cho những cái gì em, anh chị nào mình đang cần nó nhé. Trong một cái hộp của Aroma về tinh dầu xe hơi thì có cái chai nhỏ bên này để đổ vào. Và cái này là treo. Thì treo là bạn mở nắp này ra, và mở nắp này ra để lấy cái nắp nhựa bên trong. Sau đó mình cột. Mình cột ở trên chỗ mà có cái gương á, của xe. Thì cái này nó cơ chế nó thơm làm sao? Tức là khi nó chạy này, nó văng này này, thì dầu nó bắt đầu ngấm lên đây. Còn mà xe đậu bình thường là nó không thơm, cho nó chạy nhiều thì nó hao nhiều, mà chạy ít thì nó hao ít. Và đặc biệt các cái loại tinh dầu mà dành cho xe hơi của Aroma đều thỏa mãn các cái quy định của cơ quan bảo hiểm Mỹ. Tức là sao? Cái tinh dầu nó phải không được bảo đảm cái an toàn cho tài xế về mặt thần kinh, tức là không gây buồn ngủ và không gây đau đầu cho tài xế. Trên cái xe thì là cái độ ưu tiên đầu tiên phải dành cho tài xế, tại vì tài xế nếu mà buồn ngủ, nếu mà bị căng thẳng và nếu mà mệt mà đau đầu thì sẽ không an toàn cho cái chuyến xe đó. Và nhiều người hay dùng nước hoa, hay dùng các cái loại hương liệu để bỏ trong xe để cảm giác là thơm, nhưng mà dùng lâu thì sẽ ức chế cái thần kinh, cho nên tài xế ngồi mặt nhăn vậy đó. Và nếu mà dùng nhiều thì không có tốt, tại vì cái hương đó ngửi vào trong cái phổi của mình á thì nó sẽ không tốt cho phổi, và nó ức chế cái hệ thần kinh, không có tốt cho sức khỏe. Còn cái này thì dùng, tức là nếu mà mình làm cho mình mùi này là mùi chanh, xả chanh. Có một chút xả thôi các bạn, chủ yếu là chanh và nhiều thành phần khác từ cỏ cây hoa lá thôi. Và lên trên xe thì cảm giác rất là dễ chịu, rất là tươi mới trên xe. Và nó khử được cái mùi ở trên xe, như là mùi xăng, xe đậu ngoài nắng như là mùi xăng do nắng, là mùi simini của da. Rồi trên xe mà nếu mà vô tình mà chở mùi sầu riêng á, hoặc là những cái mùi là lã, là mùi chó hoặc mèo mà cho đi ngồi trên xe của mình á, trời ơi, thì chỉ có những cái loại tinh dầu này của bạn thôi. Tức bạn đổ vào trong một cái thau nước hay là một xô nước nhỏ, rồi rải mấy giọt tinh dầu này, rồi xong là dùng cái khăn vắt khô lại, bắt đầu lau quanh cái xe, khử được mùi sầu riêng. Mà con muỗi hay con bồ gì á, mở cửa ra vô mà nó nghe trong xe có cái mùi như vậy á, xả vậy đó, nó không có bay vô nữa, nên trong xe không hề có muỗi. Tại vì có nhiều xe thì mở cửa ra vô muỗi nó hay chuông cho nó trú ngụ lắm. Thì cái này là không có mùi gì, cũng không có, là nó ác hết trơn luôn, và nhất là không có bị say xe. Thì bạn nào mà hay say xe á thì mua cái này lên mà xe nó chạy lắc ra mùi nó fresh. Và lên xe thì nhiều người xe hay dùng vỏ chanh cam bưởi để dí vào cái mũi mình á, cho mấy cái cảm giác xe xe bước xuống xe này rất là phàn người luôn. Đúng rồi. Thì mấy cái này vào thì đỏ, cho nên là các anh á mà chạy xe ráp á, hoặc là chạy xe cho gia đình á, thì có thể mua để dùng. Tại vì sao? Vì nếu mà cái xe của mình nó thơm thì khách đi lên thì người ta cảm giác thích, và thích thì người ta sẽ xin số điện thoại để chi, để chạy xe dịch vụ xin điện thoại để cho lần sau người ta đi người ta gọi được. Cho nên là chỉ cần một cái chai nhỏ nhỏ như thế này thôi thì sẽ làm cho cái dịch vụ của mình tốt hơn. Với lại là những cái sản phẩm như thế này là em nghĩ là khi mà dùng nước hoa á, và mỗi người có một cái sở thích riêng, mà những cái mùi đó có nhiều người thích và nhiều người không thích. Còn cái loại tinh dầu như vậy thì cái mùi nó rất là dịu nhẹ, và em nghĩ là ai cũng có cảm thấy dễ chịu, giống như là nãy giờ chị em mình ngồi đây và những cái mùi tinh dầu nó không hề gắt một tí nào, mình cảm thấy rất là thoải mái. Nếu mà bỏ hương á, tinh dầu mà bỏ hương như thế này mà phòng kín như thế này á, hai chị em mình ngồi mà xịt nãy giờ quá trời mùi như vậy thì hai chị em không còn cười được nữa, chắc bây giờ mặt rất là nó méo hết trơn rồi. Rất là tự nhiên cho các anh chị sử dụng và lúc nào cũng cảm thấy thật là thoải mái các anh chị nhé. Một chai này 8ml là các bạn dùng, nếu mà xe mà ít đi, xe nhà mình ít đi thì dùng được khoảng hơn tháng. Sau đó mình châm cái chai này 15ml là châm qua đây được 2 lần.
Như vậy là một cái bộ này dùng được khoảng 3 tháng. Nếu mà xe nhà đi vừa phải. Còn nếu mà mình chạy Grab hay là chạy gì là đi thường xuyên thì có thể là dùng ít hơn một tí xíu. Nhưng mà công dụng thì lại rất là tốt thưa các chị ơi. Tại vì mình phải di chuyển hàng ngày mà đúng không? Mà rất mình ngồi trong xe á. Và thời tiết lại nắng nóng như vậy nữa. Mà ví dụ mà mình say xe quá thì mình lại cảm thấy một cái ngày đó coi như xong rồi đó. Cho nên là những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm cứu cánh rất là tốt cho các anh chị luôn ạ. Cho nên là anh chị nào mình thích thì hãy nhanh tay hốt nó liền nhé.